Ngày 11 tháng 8 tại quận Bình Tân, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 15-16 đã trao 800 phần quà đến công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết 09 để phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân. Tại buổi trao quà, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đạt cho biết, trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các đại biểu, các nhà hảo tâm chung tay góp sức tìm nguồn vận động, tổ chức các chuyến hàng quà tặng gửi đến người dân trong thành phố. Đến nay đã phát động chương trình 10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bạch Mai, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thanh Hùng, Huỳnh Đặng Hà Tuyên đã đại diện tổ đại biểu đơn vị số 15-16 tại quận Bình Tân, trực tiếp trao tận tay người dân những phần quà ý nghĩa. Các đại biểu mong mọi người yên tâm ở nhà, cố gắng chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai đề nghị chính quyền địa phương quan tâm sâu sắc hơn nữa đến lực lượng tuyến đầu, lực lượng tổ COVID-19 cộng đồng, đặc biệt là người dân, công nhân, người lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ.